Một trong những vướng mắc ảnh hưởng đến việc phát triển, đến việc triển khai các dự án bất động sản lâu nay, chủ yếu xuất phát từ các thủ tục hành chính, đền bù giải phóng mặt bằng. Hiện tại, thành phố Hà Nội cũng đang khẩn trương hoàn thiện các công tác liên quan để sớm công bố bảng giá đất mới. Qua thống kê số liệu toàn quốc cho thấy, thành phố Hà Nội là một trong các tỉnh, thành phố triển khai luật đất đai 2024 từ sớm, tích cực quan tâm, chủ động trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương. Hiện thành phố đang đẩy nhanh rà soát bảng giá đất theo luật đất đai 2013 để khẩn trương điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mốc thời gian công bố chưa được đưa ra nhưng với tinh thần nghiêm túc, bảng giá đất mới của Hà Nội sẽ là kết quả dựa trên việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động, có lộ trình phù hợp, đồng thời sẽ được tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để đảm bảo sự đồng thuận và hạn chế phản ứng bất bình, thiếu đồng thuận trong xã hội. Liên quan đến ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra khi các địa phương công bố bảng giá đất mới, nhiều chuyên gia đồng thuận cho rằng nhà nước cần có biện pháp để kiểm soát hiệu quả hoạt động của giới đầu nậu, cò đất, doanh nghiệp bất lương có thể lợi dụng để kích giá, thổi giá đất, làm nhiễu loạn thị trường, trục lợi bất chính. Phân tích từ bảng giá đất mới của thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, điều chỉnh chưa tác động ngay do các dự án vẫn được định giá theo phương pháp cũ. Tuy nhiên, thị trường sẽ chịu tác động khi doanh nghiệp triển khai dự án theo bảng giá mới. Ngoài việc tăng cường kiểm soát ngăn chặn đầu cơ, trục lợi, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và nâng cao ý thức chấp hành, thượng tôn pháp luật.